Trong những sai lầm khi sử dụng vitamin C, bạn đã biết chưa? Hai mọi người, mình là Thanh Đà, dược sĩ của Central Pharmacy. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem mình đã sử dụng vitamin C đúng cách chưa nha. Một, sử dụng vitamin C sai mục đích. Bạn cho rằng chỉ cần sử dụng vitamin C khi có mục đích dưỡng trắng da. Vitamin C là một chất có khả năng chống oxy hóa cao, nên trong đầu tiên skincare mọi người nên dùng kết hợp giữa vitamin C và kem chống nắng để làm tăng khả năng chống nắng và làm tăng cường hoạt động của vitamin C hơn. Thứ hai, đó là lựa chọn sai diễn xuất của vitamin C. Mình nên lựa chọn sản phẩm vitamin C có diễn xuất từ nồng độ thấp tới nồng độ cao để phù hợp với làn da của mình. Da bị nhạy cảm, chúng ta không nên chọn những diễn xuất quá mạnh mẽ. Chúng ta nên chọn những diễn xuất ổn định và không quá nhạy cảm như SAP và EAA. Chúng ta không nên lựa chọn diễn xuất LAA khi mới bắt đầu skincare. Đối với da bị mụn, chúng ta nên lựa chọn diễn xuất SAP vì nó có khả năng làm giảm mụn rất là tốt. Và cuối cùng, chúng ta quá lạm dụng vitamin C vì công dụng tuyệt vời của nó. Kết hợp vitamin C với quá nhiều hoạt chất gây kích ứng da như là AHA, BHA, retinol hoặc là retinoin để làm giảm tình trạng gây kích ứng của vitamin C, chúng ta nên chọn những sản phẩm được nhà sản xuất mix sẵn giữa vitamin C và những thành phần active khác. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào video lần sau. Hãy follow mình nha.